Câu D: người phàm phu nghiệp nặng không thể tự lực thoát nạn, nhưng nhờ hồ điểm mà sự vãng sanh đã hiển hiện quá nhiều, rất đang được tin tưởng. Đúng không các bạn? Đúng rõ ràng. Vế thứ nhất, người phàm phu nghiệp nặng không thể tự lực thoát nạn. Một vị Bồ Tát có thể tự lực thoát nạn. Một người phàm phu mà nói tôi có thể tự lực thoát nạn là thường mà, nhất định không hợp căn cơ. Hãy đi giảng đi, giảng từ năm này qua năm khác cho một người phàm phu mà thấy họ là tự lực thoát nạn, minh tâm kiến tánh, thấy họ là nhất tâm bất loạn, thì phí nhổ vào mặt dâm này nói ông mới sai. Còn mà chư vị nói lên nói chung đời này qua đời khác, kiếp nọ qua kiếp kia, mà một người phàm phu vẫn là phàm phu, thì chứng tỏ rằng là cái nghiệp hoặc của họ nó mạnh quá rồi, nó bao phủ họ rồi. Chư Phật trên thế giới cũng vì chúng này mà thi phiên nhau hạ sinh chúng thế gian này, từ đời này qua đời khác tiếp tục nói, nhưng mà chúng ta vẫn mê, tiếp tục mê, không ngộ được. Tại vì họ là phàm phu mà làm sao bây giờ đó chư vị. Họ mang cái nghiệp quá nặng trên vai, làm sao từ họ có thể bơi qua cái biển khổ, làm sao họ đi đây. Chư Đại Đức Tăng Ni, có nhiều người trong tu, họ giảng kinh tu đạo, họ giảng mãi mà sao còn mới lắc đầu. Trời ơi, chúng sanh kiên cường, năng điều, năng phục quá, chịu thua. Các ngài cũng đành lắc đầu chịu thua. Làm sao đây chư vị. Trong khi cái thiện xáo phương tiện của chư Phật tuyệt vời vô cùng, các ngài có thể sẵn sàng đưa một người phàm phu như thế này, một cái phương tiện tuyệt vời, dễ dàng để cứu độ họ. Cái phương tiện này chính là của Đức A-di-đà trên cõi Tây Phương ban phát cho chúng sanh. Hãy thành tâm niệm danh hiệu ta đi, A-di-đà Phật, có tốn đồng nào đâu. Một ngày ra ngồi giữa phố nói lung tung hết chi mà tốn hơi tốn sức, tại sao không niệm A-di-đà Phật lên thay vì nói chuyện, phải không chị? Phải không ha? Nó đơn giản như bài mẫu chịu lòng. Rồi tin tưởng đi, vững vàng đi, rồi nguyện vãng sanh đi, cũng là lời nói, cũng là tâm nguyện. Nếu mà mệt quá, âm thầm mà nguyện vãng sanh cũng được nữa. Rõ ràng không tốn gì cả. Đơn giản, tông chỉ của pháp môn niệm Phật quá đơn giản, quá đơn giản. Vì quá đơn giản cho nên nhiều người lại nghĩ rằng à, đây là chuyện dở thôi, ta tìm cái gì hay hay, khó khó để mà đi. Đi tốt trong rừng sâu, vương gai này hầm nọ, kẹt trong đó là làng, có một mình đó là làng, ai tới cứu đây. Chị bị ơi, chị mà cực dữ vậy. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái cơ may hy hữu vô cùng, hy hữu vô cùng. Thực sự là chúng ta có cái hy vọng tràn trề để một đời này thành tựu. Cho nên cái gọi là cái vế thứ nhất gọi là nghiệp chướng sâu nặng không tự lực được, đây là thực tế. Chúng ta phải nói thực tế cho chúng ta, đừng có nói lý tưởng quá không được. Còn cái vế thứ hai là gì? Cái vế thứ hai là những nhờ hộ niệm mà được vấn đề đã hiển hiện trước mắt chúng ta, đưa ra một vấn đề, chúng ta phải ngay lập tức đưa một cái đáp án lên. Vấn đề nào giải quyết vấn đề đó, không có ốc ốc mở mở, không có kẻ pháp. Kẻ pháp sau này mình ngu lắm. Mà giờ ông không biết nói pháp, chỉ nói cái hộ niệm thôi, nó rõ ràng minh bạch. Mong chư vị thông cảm mà đi, chúng ta cùng hội cùng trường với nhau, cùng nhau về Tây Phương mình gặp nhau nó vui vui lắm. Cho nên cái vế thứ hai là giải đáp cho chư vị. Nhưng mà nhờ hộ niệm, sự vãng sanh đã hiển hiện trước mặt. Nếu không hiển hiện trước mặt, chư vị còn đặt câu hỏi này, đặt câu hỏi nữa, còn nghi ngờ. Ở tại Việt Nam có những vị công an đấy, người ta phát tâm đi bắt người hộ niệm nhốt. Lùng lỗi người theo, tôi bắt cho được cái bằng chứng là tôi bắt riết rồi. Trời ơi, mấy người này rõ ràng không có phải là cái mưu đồ gì hết, mà tại sao người ta tội nghiệp như vậy. Ngồi bên cái bà hôi, bà vải trong quần, bà đái trong quần, hôi như vậy mà ráng niệm Phật mà còn tha thiết. Sau cùng cái người đó đã đi, người hộ niệm mừng mà đến rơi nước mắt.
Cái rơi nước mắt của ngộ niệm làm cho những người đó cũng phải rơi nước mắt theo. Họ ngộ rồi, chư vị ơi, tôi sẽ ủng hộ cho chư vị. Cái việc làm này nó hay hơn là chống đối chứ. Tại sao chúng ta không hiểu như vậy? Tất cả chúng sanh đều có chướng tâm tự tánh là Phật. Tại sao chúng ta lại cứ đấu tranh giết hại lẫn nhau? Một vị Phật này mê mờ đi giết hại một vị Phật khác. Người tu hành đâu có quyền làm công chuyện này. Tâm linh được ra mà cứu chúng sanh chứ. Một người gọi là vô não trong thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, vì mê mờ mà giết người. Học võ nghệ tới cao cường ra, núp chỗ nào đó, người nào đi ngang lại gặp lại chém liền, giết cho được 1000 người đó. Chứng đắc, chứng đắc cái gì đây? Chứng đắc cái địa ngục A Tỳ chứ chứng đắc cái gì? Mà tại vì mê mờ mà làm như vậy, là tại vì người ta bỏ mất cái chân tâm rồi, mà đem cái vọng tâm mê mờ ra mà tạo những cái chuyện vô cùng tội lỗi. Nhưng mà làm tội lỗi như với chân tâm có mất không? Không bao giờ mất đâu, vẫn còn nguyên vẹn đấy chứ. Gặp một người phàm phu mình không thể nào khai ngộ cho người đó được, nhưng mà gặp Đức Thế Tôn ngài nói một câu là người đó khai ngộ liền, buông đồ đao xuống liền, buông gươm buông sáo xuống liền, quỳ xuống liền, chắp tay xin thưa với Đức Thế Tôn, con xin phát tâm xuất gia tu học ở bên Đức Thế Tôn, nhờ ngài khai thị, ngài chứng đắc liền. Tại sao chúng ta là người phàm phu tự mình làm tội lỗi quá nhiều mà không chịu nhìn cái tội lỗi của mình, cứ nhìn cái tội lỗi của người ta mà bắt, không chịu bắt lấy mình? Bây giờ chúng ta biết tu huệ, chúng ta mạnh dạn bắt lấy mình đi, sa mối đi, lại bắt lấy mình đấy, đúng không? Để nghiệp chướng nhẹ đi, niệm câu A Di Đà Phật để đi thẳng về Tây Phương, phải không chư vị? Ta đi con đường tách ly nghiệp chứ, sa mối bỏ đi là tách ly, niệm Phật là đi thẳng về Tây Phương. Chị âm thường hay nói, ngộ ra đường đạo là bắt đầu từ đây đi thẳng về con đường thành đạo. Đừng quay vào trong quá khứ mà đấu tranh kiên cường với nghiệp trước. Toàn là thua, không bao giờ thắng được, không bao giờ thắng được. Bảo đảm chắc chắn. Như vậy chúng ta phải đi tìm con đường nào thắng đi mà đi. Tại sao tìm con đường thua mà đi? Được không? Đây là lời nói của Tổ Liên Trì Chân Phái của cô Dầm. Dầm cứ nhớ lời Tổ ra mà nói cho vị. Dầm thuật nghi bất tác là thuật lại lời Tổ chứ không tự mình sáng tác ra. Dầm chỉ nói những lời mà cô chư Tổ nói, chư Phật nói, chứ không phải là tự mình sáng tác ra. Chỉ chư vị đừng nghi ngờ lời uống. Câu E, E tiếng Anh gọi là Y đó nghe. Những người hộ niệm có năng lực trừ ma yếm quỷ, có họ đến hộ niệm thì chúng ta yên tâm vãng sanh, đúng không chứ vậy? Có nhiều người cứ nói là chắc là cái ban hộ niệm này là có cái năng lực trừ ma yếm quỷ gì đây, có một năng lực gì vĩ đại lắm đây. Thì bây giờ đây do ông ngồi tới đây thành tâm nói thắng với chư vị là người hộ niệm, các ban hộ niệm hoàn toàn không có một năng lực nào hết. Cho nên một ban hộ niệm nào tự xưng mình là có năng lực thì chư vị cứ tới nhờ vả họ đi. Còn khi mà tự xưng mình là có năng lực thì chính do ông này lặng lẽ bỏ đi, không dám nhận cái năng lực đó. Do ông chỉ mạnh dạn là nhận sự cứu độ của A Di Đà Phật. Dầm không hơn, nhận sự tiếp độ vãng sanh của A Di Đà Phật, nhận sự gia trì của chư Thiên Long Hộ Pháp, chư Bồ Tát. Dầm mạnh dạn. Còn mà gặp một ban hộ niệm tự xưng mình là có năng lực, dầm không dám nhận. Tại vì chư vị hãy đế coi, một người nào tự xưng mình có năng lực, chư vị hãy đế ghi vào sổ đi, rồi sẽ thấy kết quả của họ. Không có một vị Bồ Tát nào tự vỗ ngực mình là Bồ Tát. Không có một vị Phật nào tự vỗ ngực mình là một vị Phật. Thế mà thế gian tự vỗ nhiều quá, sai lầm. Đây là vọng tưởng đã ứng hiện, nghiệp chứng đã ứng lên, coi chừng kéo mình trở về trong tam ác đạo hồi nào không hay. Ban hộ niệm là đến hướng dẫn giúp đỡ
chư vị mà muốn hướng dẫn cho người ta thì tự chư vị phải nghiên cứu cho rõ nghe chư vị, cho thấu nghe chư vị, hiểu thấu là đúng cái lý của tịnh độ. Hành cho đúng là chư vị khuyên những lời nó chính xác, cử chỉ, ý niệm, tư tưởng, hành động chính xác để cho người ta đi, lý sự phải đầy đủ. Cứu cái quê mình ngàn đời ngàn kiếp của một chúng sanh mà chúng ta hứng hờ không chịu học, thì bây giờ đây chúng ta phải nhắc nhở với nhau, phải y giáo phụng hành, đừng nên nghĩ sao làm vậy, coi chừng nhân quả đến với mình. Phải nghiên cứu đừng có sợi. Câu F: những người hộ niệm chỉ với lòng thành đến bên cạnh chúng ta niệm Phật, giúp ta giữ chánh niệm, giúp ta điều giải oan gia trái chủ, đúng không chưa vậy? Họ chỉ đến giúp chúng ta, họ điều giải giùm cho chúng ta. Tại lúc đó chúng ta mệt quá, chúng ta tự điều giải đâu có được, chúng ta nói đâu có được đâu. Mình nói chưa được một lời thì bị oan gia trái chủ nó bịt miệng lại, nó quýnh một cái tát, một cái sợ mất hồn mất vía luôn, làm sao mà nói. Mình nói không trọn lời mà, nói trong hụt hơi mà. Có nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm nói, những người đi đường cứ sợ ma, nghe con chuột chạy một cái là ù té bỏ chạy, chạy trên bán mạng giang hồ luôn. Làm sao mà định tâm niệm Phật đây? Người hộ niệm cũng giống như người đi bên cạnh, họ vững tâm mà kéo mình lại, tự nhiên hả ông đó. Cảnh ngộ là như vậy, cảnh ngộ là như vậy. Cho nên người hộ niệm chỉ là với cái lòng thành, người ta phát tâm lòng thành, ta thấy cái vấn đề này hay quá, ta đến bên mình, ta giúp đỡ mình, để cho mình niệm câu A-di-đà Phật. Còn mình không tin hộ niệm thì trước mấy mà lúc đó có người tới hộ niệm cho mình. Không có người nào hộ niệm cho mình thì ai hộ niệm cho mình đây? Oán thân trái chủ hộ niệm cho mình, hộ cho mình đi xuống tam ác đạo, chứ có hộ cho mình đi vào của đường thiện đạo đâu. Hộ cho mình cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái hù dọa, làm cho tâm thần của mình tan đến kinh hồn, để cho mình ra đi trong tư thế sợ hãi khủng bố, ứng hiện ngay trong cái tầng đó. Biết liền. Thấy không? Còn một người bạn hiền, một người hiếu đạo, họ thấy gì vậy? Họ tới và soi bóp dầu cho mình, họ soi mặt mình, họ cảnh tỉnh mình, làm cho mình an tâm, xử lý rõ rệt, đơn giản chứ có gì đâu mà không hiểu. Cho nên hộ niệm thật sự quan trọng lắm đấy. Điều giải oan gia trái chủ, họ điều giải giỏi lắm đấy, họ gỡ rối cho mình hay lắm đấy. Chỉ cần họ nói một vài câu như vậy mà thực ra cái động thái của họ khác trong đó, nghe chưa vậy? Cái tâm của họ nó mạnh lắm, cái tâm họ nó thành lắm, họ chí thành lắm, tâm tâm nó cảm ứng với nhau. Câu D: vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chính là pháp mà Phật Bồ Tát tuyển chọn cho chúng sanh tu hành trong thời mạt pháp này, cho nên chúng ta phải chọn pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh, đúng không chứ vậy? Phật dạy cho chúng ta niệm Phật, nhất là trong thời mạt pháp này, chỉ có niệm Phật mới được vãng sanh, mới được thoát vòng sanh tử. Còn những pháp kia có được không? Được, nhưng mà chỉ dành cho hàng căn cơ cao thượng. Có nhiều người tự khoe là tôi là chứng đắc rồi, Diệu Âm đã đi qua những quốc gia. Có những người tới khai đạo cho Diệu Âm, nói là tôi đã chứng đắc rồi, tôi đã nghe được tiếng con mèo, con dế, con chuột nói chuyện, tôi thông hiểu hết. Đến nỗi cái bông ở trên bàn thờ nói chuyện tôi cũng nghe luôn, tôi cũng biết luôn. Thế gian này sao có nhiều chuyện lạ quá. Khoe làm chi vậy? Trong quá khứ có một lần có một cái nhóm người cỡ 6 người tới gặp tôi ở Sài Gòn. Người ta giảng đạo cho tôi một buổi, tôi ngồi cứ nghe, cứ dạ. Họ giảng cái gì đây? Anh đừng có khinh thường chúng tôi, không được đâu. Tôi là người đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi,
Tôi theo sư phụ, tôi trở về đây để cứu độ chúng sanh. Sư phụ của các vị là ai? Anh đừng có khinh thường sư phụ của tôi. Sư phụ của tôi ban đêm thì trở về Tây Phương ngủ, ban ngày xuống đây giải đạo. Anh để tới gặp sư phụ tôi thì biết. Bây giờ đây thì trước khi đi, xin anh một lời. Dạ, chư vị cứ nói. Anh Duy Âm tu chứng đắc tới đâu rồi? Cho tôi biết. Tôi nói A-di-đà Phật, chư vị ở đến Tây Phương Cực Lạc là Đại Bồ Tát chúng đây mà cũng biết tôi là phàm phu sao? Nam mô Bồ Tát Phật Đà.